Xin chào các bác, em lại giới thiệu các bác một cái chiếc máy ép hoa quả. Phải nói là một cái siêu phẩm hàng lướt cực đẹp, tuyển chọn. Hình thức các bác nhìn gần như là mới nhé, gần như là mới luôn. Các bác nào mà gọi là yêu thích nó về kiểu lau thêm một chút thôi, nó lại là rất mới rồi, vừa dùng vừa ngắm rất sang trọng, gọi là một cái siêu phẩm của Nhật. Các bác có nhu cầu mua hàng các sản phẩm bên em thì các bác liên hệ cho em theo hai số điện thoại này nhé. Các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em vậy ạ. Cũng like giúp em thì càng tốt. Cảm ơn các bác. Một cái siêu phẩm máy nhé. Đây là cái cốc. Đó. Cốc. Được. Đấy. Cho quay qua một lượt rồi sẽ giới thiệu chi tiết với các bác nhé. Con này bán là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Riêng chơi về hàng Nhật mãi thì thật sự ra thì nó rất là nhiều cái hay, nhiều khi nhìn thôi đã mê rồi. Cái chất lượng hoàn thiện nó quá tốt, quá đẹp, từ các cái cuộn dây motor bằng đồng 100% hết, các lưỡi dao hay các chất liệu nhựa hay các chất liệu hoàn thiện của nó thì đều nó là đứng hàng đầu về thế giới, về trong một cái top đầu rồi, cho nên cái chất lượng cực đẹp. Con máy này các bác chỉ nhìn ngắm thôi đã thấy thích rồi đúng không ạ? Sanyo SJKT88 quá đẹp. Đây hoa quả, nghiền hoa quả. Công suất của nó là 170W đến 225W. Bây giờ em sẽ mở ra chi tiết cho các bác xem từng cái và cắm điện thử nhé. Đây xem. Và chi tiết cho các bác xem từng chi tiết một. Con này dây rút các bác nhé. Con này là dây rút ạ, rút như nồi cơm luôn, rất là gọn đẹp, nhìn lắm mê rồi. Đây là phần cái nhồi, phần nhồi hoa quả. Lắp đậy thì các bác ấn vào cái nút này, ấn nút này cái là mở lắp ra, được. Lắp trên cùng này, đấy. Lắp trên cùng các bác nhé. Tất cả mọi nhựa chứ còn rất là mới, gần như con này bên Nhật họ chưa dùng luôn. Đây là phần cối nghiền. Có lưỡi dao ở đây. Đấy, lưỡi dao. Con này thì thiết kế khá là hay, cầm cái quai sách này có bỏ ra là các hoàn toàn là mình đổ được các cái bã cặn ở đây luôn, nó rất là tiện, nó gọn, nó sạch. Đây. Đây là tiếp tục. Và đây là mặt bên trên của máy, motor, các thứ, cái cốc này, rất hoàn toàn. Máy thôi nhá. Máy rất đẹp, tem mát ở đây, rất là đẹp luôn. Hai nút bấm. Một bật một tắt. Con này bán là 2,5 triệu. Bây giờ sẽ cho chạy thử cho các bác nhé. Hàng Nhật sử dụng điện 100V đấy. Lắp đặt rất là dễ dàng. Ai cũng có thể lắp đặt được. Chị em để sử dụng dễ dàng thì cũng đồ Nhật mà các bác nó vào khớp rất là chuẩn luôn, ăn phát ăn ngay. Để bấm đây. Ở đây thì em không thấy có hoa quả để xay cả, nhưng bấm máy chạy rất là êm. Con là vịt rồi, máy chạy rất êm quá nhé. Ép rất là nhanh. Khỏe. Motor của Nhật nó rất là khỏe các bác ạ. Bền bỉ. Thật sự Nhật khỏe bền bỉ. Các bác có nhu cầu ủng hộ qua em, cho em hai số điện thoại này các bác nhé. Địa chỉ bên Đông Anh, Hà Nội. Chào các bác.